dạ hello em xin chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha xin chào uh, uh, cô chú anh chị mình ạ à. uh, hôm nay em uh, uh, tiếp tục làm một cái video này để chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa các loa da ở vườn nữa có một số cái mặt hoa các loa da um, sưu tầm cây thuần rất là đẹp đó lát nữa em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình cùng uh, sưu tầm ha thì đầu tiên á trong cái video này em sẽ chia sẻ một số cái cây cắt tem À, cây này cây đầu tiên nè, là cây Lux mai, cây Vinh lux mai này em cũng chia sẻ khá là nhiều cây rồi. nó là một cái cây hoa màu 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 hoa màu, màu cam cam, hoa màu vàng cam khá là đẹp luôn. đó khuôn hoa rất là cứng, rất là cứng cáp và khá là đẹp, rất là chuẩn. đó à, thì hiện tại á, cái cây này á, là em đã thuần chậu thuần chậu bằng vỏ thông như thế này, cây thuần chậu vỏ thông như thế này. đây rễ rất là khỏe rồi rễ rất là khỏe luôn rồi nha cả nhà đó đây nè rễ rất là khỏe rồi đó à, cây này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó giá là 250k em bao ship 250k cho cái cây dinh lúc mai này cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa dinh à, lúc mai này thì mình liên hệ với em nha 250k cho một chậu như thế này đó à, tất cả các cây em bán là em đều bảo ship hết cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha và à, cô chú anh chị nào mà sưu tầm á thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0386232357 đó là số điện thoại zalo của em luôn nha cả nhà đó à, cả nhà có thể là à, kết bạn à, và nhắn trực tiếp qua zalo hoặc à, có thể là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại rồi à, thì Tiếp theo hôm nay á em có chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây à. cây này là cây chawiwan này, quan hôm nay em là hôm nay hôm nay em em lục được một cái cây, một cái 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 cây chậu em em thần chậu phi 18, nó cũng khá là nhiều thân và hiện tại cả nhà mình xem nè, nó đang đi ba hướng thân tơ khá là đẹp luôn, đây ba cái mầm lên khá là đẹp luôn. Đây. Ba cái mầm lên khá là đẹp và cũng đang khá là nhiều thân luôn nha. Đang khá là nhiều thân luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Tầm khoảng 14, 15 thân á cả nhà Đó tầm khoảng 14, 15 thân á à, Tầm khoảng là 14, 15 thân à, Và nó đang có 3 hướng thân tơ như thế này khá là đẹp luôn Thì cái cây này em sẽ chia sẻ với giá là 350k 350k à, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha Đó 350k Cái này là em thuần chậu phi 18 nè Cái này là chậu phi 18 nè còn khá là lâu rồi cho nên cả nhà mình cứ yên tâm ha. Đó. À 350k cho cái chậu này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa Cha Quy Hoa này thì mình liên hệ với em. Đó, giá chỉ có 350k thôi. Một cái chậu khá là nhiều thân và đang lên khá là đẹp luôn. Ba mầm tơ rất là đẹp. Đó. À, giá là 350k. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa này thì mình liên hệ với em. 350k nha. Đó. À rồi À, tiếp theo trong cái video á, em sẽ chia sẻ một cái cây hoa màu à, à, hoa màu trắng hồng vàng đó à, hoa của nó là màu trắng và ở ngay cái lưỡi của nó cả nhà cái lưỡi của nó thì cái họng cái họng ở trong lưỡi á, nó sẽ là màu vàng cái họng ở trong lưỡi nó sẽ là màu vàng thì hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á một cái chậu như thế này chậu này hiện tại là nó đang có bốn hướng thân tơ bốn hướng thân tơ luôn à, hiện tại là ba hướng này là nó đã đứng thân rồi nè ba hướng này nó lên cùng một lúc và nó đã đứng thân rồi còn ở đây á cái hướng này là nó đang mở lá nè ở đây còn một hướng thân tơ lên đang mở lá nè đó thì cái chậu này á cây này là cây uh, uh, cmy the best cái này là cây uh, cmy the best nha một cây màu trắng họng vàng màu trắng họng vàng à, cái này thì hiện tại em đã thuần chậu phi mốt rồi thuần chậu phi mốt khá là đẹp luôn rồi về cô chú anh chị mình cứ treo lên và chăm sóc và chờ bông thôi đó khá là đẹp cái cây này á, nó là một cây hoa màu trắng trắng hồng vàng và cái hoa nó khá là to hoa nó khá là to và khá là đẹp luôn hôm trước em em có cây nở hoa và một hai cây nụ gì đó thì em làm video thì, thì em đã chia sẻ rồi và hôm nay em còn một chậu hàng lá nữa nè hiện tại là em còn một chậu hàng lá này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn giá là 350 k em bao ship nha 350 k em bao ship đây cái chậu như thế này đó, cây hiện tại là thần chậu hai phi 21 chậu vỏ thông khá là đẹp rồi đó giá em chia sẻ là 350 k cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa xem quay Best này thì mình liên hệ với em 350 k thôi chậu đang rất là đẹp luôn rồi à, và à, Tiếp theo nữa trong cái video này Em uh, có một cái chậu Cây này à, Nó vừa mới bung sáng nay luôn nè Vừa mới bung hoa sáng nay Đó nó đang được ba bông như thế này Đây hoa khá là đẹp luôn Hoa khá là đẹp luôn cô chú anh chị nào mà yêu thích Cái mặt hoa này thì mình liên hệ với em Đó cây này là Cây uh, uh, Car Carichaya Carichaya Delight đó caricha delay caricha delay đó. À, hiện tại là đang có ba bông như thế này cái 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 dòng này nó khá là xiên bông cả nhà cái dòng này nó khá là xiên bông và nó, nó 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 đậu rất là nhiều bông trên một cần hoa khá là đẹp đó cái mặt hoa của nó như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây này về chơi bông thì mình liên hệ với em đó nó nằm gọn như thế này thì mình cũng có thể là 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 gói về chơi bông được vài ngày ấy cả nhà. Tại vì khi mà gói á, khi gói thì cũng sẽ không đảm bảo lắm. Cho nên là về nó sẽ 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 thường là nó sẽ tàn bông nhanh hơn là để yên một vị trí. Ví dụ như như cái cây misterian này từ bữa trước em quay khá là lâu rồi mà tới bây giờ vẫn còn đang rất là đẹp cả nhà mình xem này, Nó vẫn đang còn rất là đẹp nhưng mà em để ở ngoài trời mưa luôn cả nhà từ bữa tới giờ ở Bình Phước em mưa rất là nhiều mà em để nguyên như vậy á mà bông nó vẫn đang còn trụ rất là tốt luôn đó à, thì như, như như mà khi mà chuyển đi á thì thứ nhất là nó nằm trong thùng đó và thứ hai là về nó thay đổi khí hậu thay đổi thời tiết thì cái bông nó sẽ trụ không có được lâu đó thì cái chậu này hiện tại là đang ba bông như thế này luôn đó cây thuần chậu phi 21 luôn và em chia sẻ giá 350k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn Cô chú anh chị nào mà thích chơi cái dòng hoa này Thì mình liên hệ với em Khá là đẹp và khá là xiên bông Cái cây này nó rất là xiên bông Ở đây thân già nào Thân nào em trồng lên là hầu như cũng cho bông hết rồi Cả nhà mình xem nè Những cái 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 cần bông cũ nó khá là nhiều Đây nè Ở đây nè Và ở đây cũng có cần bông này. Đây Ở cái thân này cũng có cần bông luôn Cần bông nó khá là nhiều đó, nó rất là xiên bông cho nên là cả nhà mình chơi cái dòng này nó cũng khá là đẹp nó à, khuôn cái 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 bông của nó cả nhà nhìn nó cũng cũng à, kiểu là có nét theo cái cây bạch ngọc á nhưng mà nếu nếu mà để so với cây bạch ngọc thì chắc chắn là không bằng rồi cái cây bạch ngọc bông nó sẽ to hơn bông nó sẽ to hơn cái cây này Đó, nhưng mà bạch ngọc á thường à, à, trên một cần bông nó chỉ đầm khoảng độ là ba bông đổ lại thôi nó không nở được nhiều bông hơn như cái cây này có lúc nó lên tới 4 năm bông trên một cần bông luôn nó rất là đẹp 350k cho cái chậu đang bông như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em ha 350k thôi đó à, giá em chia sẻ đó là đã bao ship luôn rồi cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha à, rồi à, ở đây em có một cái cây cây này là cây bát cha bát cha delight bát cha delight một cái cây nó hay nở vào dịp tết cái dòng bách cho ra đi này á, nó hay nở vào dịp tết đó và cây hiện tại là em cũng thuần chậu phi 21 rồi cũng đang còn khá khá thân ha hiện tại á, thì nó cũng đang được ba hướng thân tơ ba hướng thân tơ đó và em chia sẻ cái chậu này á, giá là 300 k 300 k cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây bách ra fancy này á, thì mình liên hệ với em hôm trước á có mấy chậu to bự đó thì em chia sẻ giá ba trăm rưỡi bốn trăm tùy chậu rồi thì hôm nay còn một cái chậu này ít ít thân thì em chia sẻ luôn là ba giá là 300 k cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em ba trăm k cho cái chậu này đó à, bát bát ra fancy đó một cái dòng hoa à, hoa to và nở cũng có thể là nở được hoa chùm tuy là dòng hoa to nhưng mà hoa nó có thể đạt là tầm 3 bông, 3 bông trên một cành bông. Nó như như kiểu cái cây Mister này luôn nè cả nhà. Đó. Nó cũng là một cây hoa to mà nó nở mỗi lần là ba bốn bông như thế này. Mà cái khung bông nó khá là chuẩn và khá là to luôn. Cái cây Bachelora Fancy này cũng vậy. Đó. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em ha. Rồi và hôm nay á trong cái video hôm nay nè là em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó một số cái mặt hoa các lê gia sưu tầm đó ở vườn em à, cô chú anh chị mình cùng à, sưu tầm về chơi ha thì đầu tiên hôm nay á, em sẽ chia sẻ một cái cây cây này là cây 40 lê thị riêng đó à, 40 lê thị riêng thì hôm trước em cũng có chia sẻ rồi đó cây này hiện tại á, là ba thân nguyên dinh ba thân nguyên dinh nhưng mà à, cả nhà cái cây này á hôm trước em tách em không có để ý á không có để đi không có để ý, đi đi uh, sơ ý á, làm bị 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 dẫm lên dẫm lên nó bị tét lá như thế này đây nó bị tét lá như thế này cái này nhưng mà cái này nó khá là lâu rồi tại vì cả nhà mình xem này đó, nó khô hết rồi cái vết vết nãy này nó khô hết rồi đó còn cái thân thân tơ này đó từ lúc em tách là hai thân á còn cái thân tơ nó lên này cả nhà nó lên thì nó khá là đẹp Đó nó rất là mướt và rất là đẹp Thì nó là ba thân nguyên zin luôn ba thân nguyên zin Thì hôm trước em cũng có chia sẻ rồi Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà xem thì mình cũng biết Là em chia sẻ là hai thân đầu nguyên zin to cao á à, Đẹp To cao khỏe là giá là 1.200k Đó. tuy là hôm nay là ba thân ba thân Nhưng mà do là bị lỗi lá như thế này nè Tất cả mắt ngủ thì đều zin nha cả nhà ba thân tất cả mắt ngủ đều zin hết thân đầu đang rất là đẹp luôn thân đầu tơ rất là đẹp còn hai thân này á, là do em làm bị dập lá như thế này rồi bị dập bị gãy lá như thế này rồi thì em sẽ bán cho cô chú anh chị mình ba thân này ba thân này giá là một triệu mốt luôn đó rẻ rẻ hơn cho cô chú anh chị mình sưu tầm nếu mà cô chú anh chị nào mà không quan trọng quá ở cái vấn đề như thế này tại vì bây giờ nếu mà cô chú anh chị mình trồng lên thêm một hai thân nữa nó đẹp á nó đẹp rồi mình có thể là tách ra và hai cái thân cuối này nè nó đang nằm ở trong chậu rồi thì mình cứ để như vậy là nó có thể là lên, lên tiếp tại vì mắt ngủ của nó đang còn rất là nhiều nó nguyên dinh mà em chưa khai thác đó à, một triệu mốt 1 triệu mốt cho cái chậu 40 lê thị riêng như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em nha bốn à, mươi lê thị riêng 40 là một cái dòng sổ đài khá là đẹp Nó sổ ra được khá là nhiều cây Em cũng có chia sẻ một số cây rất là đẹp Rất là VIP của cái dòng 40 rồi à, Rồi tiếp theo nữa trong cái video hôm nay á Em sẽ chia một cái thân đầu zin Một cái thân đầu zin Và em trồng khá là lâu rồi Khá là lâu nó rẻ rất là nhiều Rẻ đi rất là nhiều Và nó đang lên măng nè Đang chuẩn bị lên măng như thế này Em chia sẻ một thân đầu nguyên zin nè À cây 330, mã này là 330 lại với uh, 020. Đó, 330 lại với 020. Cây uh, dòng sổ của Đài. ba à, 330 lại với 020. À thì cái cây này là một cây hoa màu đỏ, hoa màu đỏ đậm, khá là đẹp và ở hai cái nó có hai cái con mắt vàng, hai con mắt vàng ở ngay cái lưỡi, khá là đẹp. thì mặt bông em sẽ ghim lên cho cô chú anh chị mình cùng xem ha thì em sẽ chia sẻ cái thân này á, là thân đầu nguyên zin thân đầu nguyên zin như thế này giá là à, 700k 700k cho cái thân này cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây à, 330 lại với 020 như thế này thì mình có thể là liên hệ trực tiếp với em à, qua Zalo hoặc là số điện thoại là 0386 232 357 Zalo à, à, bảy của em cũng là số điện thoại đó luôn nha đó mà cây 330 là 020 như thế này. Cây thuần rồi, thuần khá là đẹp rồi. Cô chú anh chị mình có thể là liên hệ trực tiếp với em hoặc là qua Zalo cũng được. Rồi, tiếp theo trong cái video này em sẽ chia sẻ một cái cây B5, một cái cây B5 hoa màu vàng đỏ, hoa màu vàng đỏ, hoa màu vàng đỏ. Hai thân, hai thân zin như thế này. Em chia sẻ hai thân đầu zin như thế này. Giá là 650k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn 650k cho cái cây B5 cho cái cây B5 như thế này cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây B... cái hướng hai thân đầu dinh B5 này thì mình liên hệ với em nha 650k nha và ở đây em có tách thêm được một hướng nữa cũng là cây B5 đó luôn cũng là cây B5 đó luôn nhưng mà nó là hướng hai thân hai thân giữa hai thân giữa thì có khai thác một nhát này đó khai thác là khai thác từ hướng đầu nè cả nhà đó có khai thác một nhát nè và ở đây nó còn vẫn đang còn hai thân nó vẫn đang còn mắt ngủ nè đó cả nhà mình xem mắt ngủ của nó ha là em chia sẻ cái thân nè à hướng nè giá là 400 k đó em chia sẻ cái hướng giữa này giá là 400 k cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa b 5 nè thì mình có thể là liên hệ với em nha à, hướng đầu hướng đầu dinh hai lá đầu dinh là 650 k còn à, À, hướng hai lá giữa đó là 400k cô chú anh chị mình mà sưu tầm thì mình liên hệ với em ha rồi à, tiếp theo trong cái video này em sẽ chia sẻ một cái hướng hai à, lá đầu hai lá hai lá đầu dinh cây 062 Vũng Tàu 062 Vũng Tàu là một cái cây hoa màu cam khá là đẹp khá là nổi tiếng luôn cái dòng số 062 Vũng Tàu này hiện tại bây giờ đang được rất là nhiều cô chú anh chị mình săn đón về chơi ha nó rất là đẹp luôn và cái cái hướng đầu này em chia sẻ là hướng nguyên dinh nhưng mà tuy là nó có bị một chút lỗi lá ở đây nè cả nhà cái lá nè cái lá nó bị rách nè đó hai thân đầu nguyên dinh đã trồng rẻ đã rất là khỏe rồi thì hôm trước em cũng có chia sẻ rồi là hướng hai thân đầu dinh khỏe đẹp giá là một triệu rưỡi đó như cái hướng này hướng này hai thân đầu dinh đó nó có một chút lỗi lá như vậy thì em sẽ chia sẻ với cái giá là 1 triệu 3 Đó 1 triệu 3 Cho cái hướng này Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây 062 Vũng Tàu này Thì mình liên hệ với em nha Hướng thuần chậu khá là đẹp rồi Tuy là có một chút lỗi lá Thì em sẽ giảm giá Đó Thì em sẽ bán là 1.300k Hôm trước thì em có chia sẻ rồi Là hai lá đầu dinh đẹp Không có một chút lỗi gì hết Là 1.500k Còn bây giờ nó có một chút lỗi Thì em sẽ bán rẻ hơn Đó 1.300k cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây 40 à cái cây 062 Vũng Tàu đó thì mình liên hệ với em ha. Rồi và cuối cùng ở đây em có một cái cây cây 158 158 một thân thôi, một thân đầu zin, một thân đầu zin mới nở hoa luôn nè. Đó, hiện tại em 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 trồng rễ nó bám đang rất là nhiều rồi. Thì cái hướng này em chia sẻ là 1 1500k cho cái hướng thân đầu nguyên dinh như thế này cây này đó là cây 158 số 4 đó 158 số 4 anh em hay gọi như vậy anh em hay gọi tên nó như vậy nó là cây 158 số 4 cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em cái cây này hoa nó khá là to hoa nó đo được à, lúc em đo được là tầm 16 cm nhưng mà có có anh chị nợ trồng nở là nó to được khoảng 17 cm cái cây này nè nó rất là đẹp màu 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 vàng cam vàng cam và ở cái lưỡi của nó có những cái đường gân đỏ có những cái đường 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 à, chạy tia 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 màu đỏ rất là đẹp luôn rất là đáng để sưu tầm ha 1.500k cho cái thân này thân đầu nguyên zin và đã bám rễ rất là khỏe rồi cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 bảy đó là số điện thoại Zalo của em luôn ha. Rồi à, thì hôm nay em xin phép được quay một số cái mặt hoa các lây da như vậy để chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình. Đó, cô chú anh chị nào mà xem mà cảm thấy yêu thích mặt hoa nào thì mình có thể là nhấc máy lên để gọi theo số điện thoại đó, à, có sưu tầm về nhà chơi ha. Rồi em xin phép chào cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác.